Thank you.
Dạ, kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng. Trước hết con xin biết ơn thầy trụ trì cùng ban Phật tử hộ tự ở tại chùa Khải Tường, thành phố Westerly này đã không quản ngại sự cực nhọc khó khăn tổ chức cho chúng ta có 2 ngày tu học ở tại đây. Và hôm nay trong giờ phút này, ngày 14 tháng 10 năm 2017 đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại chùa Khải Tường thuộc thành phố West Valley, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Sáng giờ quý vị có rung không? Như vậy nghĩa là máu huyết đã đều rồi đó. Thưa đại chúng, có hòa nhớ là khoảng năm 93, 94, 95, khoảng thời gian đó, thì mỗi khi Pháp Hòa đi Mỹ, phần lớn Pháp Hòa đều connect chuyến bay, tức là chuyển tiếp ở tại thành phố Salt Lake City, tức là cái phi trường ngoài đó. Và không biết sao thì khoảng chừng năm 2000 đổ về sau thì đi đâu thì cũng không còn trở lại cái thành phố, cái thị trường ở Salt Lake City nữa. Chứ ngày xưa là lúc nào chuyển tiếp các chuyến bay cũng đều ở đó hết. Và có hoài nhớ lần đầu tiên gặp thầy trụ trì, thầy Nhật Thiện, cách đây chắc cũng khoảng 5-6 năm, khi thầy còn ở Cali. Thầy có hòa qua bên đó giảng ở niệm Phật đường Freeman. Lúc đó hòa thượng viện chủ không có nhà và thầy là người thay thế. Và hôm đó thầy đã hướng dẫn cái buổi sinh hoạt đó cho Pháp Hòa giảng ở tại đó. Và biết nhau từ năm đó, biết thôi chứ cũng không có cơ hội để tiếp xúc nhiều. Đến khi thầy về đây, thầy lập đạo tràng chùa Khải Tường ở đây, thì 3 năm trước thầy có liên lạc. Thì mãi đến bây giờ, tức là sau 3 năm mới có được lịch đi về đây. Và Pháp Hòa nhớ là lần cuối cùng gặp thầy ở tại thành phố Windsor, tức là sát biên giới của Detroit. Lúc đó thầy cũng đi đâu thật sự bên đó. Thầy hay tin Pháp Hòa đang ở sát biên, cho nên thầy cũng đi qua. Và đi qua giao hảo giữa hai nước. Và nhờ cái bắt tay đó mà bữa nay Pháp Hòa mới có mặt với đại chúng. Thì có lẽ là tất cả chúng ta đã được gặp nhau hết rồi. Rồi đây gặp nhau bằng pháp thân, gặp nhau trên YouTube. Hôm qua có một bác ở ngoài vi trường gặp Pháp Hòa, nói, trời ơi, con gặp thầy ở trong dĩa hoài à. Rồi Pháp Hòa nói, bữa nay cho gặp trong nồi, trong chảo luôn. Dạ, thì thật sự ra thì hôm nay là lần này là lần đầu tiên Pháp Hòa đến tiểu bang Utah. Chính thức trong một cái buổi sinh hoạt Phật Pháp như thế này với đại chúng trong 2 ngày. Và thưa đại chúng, như lời thầy trụ trì vừa nói, thì tất cả chúng ta đều ý thức sự vô thường, và chúng ta trân quý thời gian chúng ta có mặt. Tội nghiệp ngày hôm qua nó có 2 bác Phật tử ở gần đây, cách đây khoảng chừng 15 phút, thì 2 bác sợ là hôm nay sẽ không có cơ hội gặp để thăm viếng. 2 bác lái xe từ nhà lên và thăm Pháp Hòa. Thì thăm chỉ trong vòng có 10-15 phút thôi. Thì 2 bác còn có nhiều việc phải lo cho gia đình, chăm sóc con cái, nhưng mà thương quý, cho nên rồi tranh thủ và về thăm.
là sáng hôm nay bác gái lại tranh thủ lên để mà ở được lúc nào hay lúc đó. Thì gần đây đại chúng cũng thấy là xuyên suốt từ tháng 9, tháng 10, trong 2 tháng thôi mà nước Mỹ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nào là thiên tai, lũ lụt, cháy rừng, rồi khủng bố ở tại Las Vegas. Thì trận lụt vừa qua ở Houston cũng rất là hiếm có, xưa nay ở nước Mỹ. Trận cháy rừng hiện đang ở Bắc Cali cũng hiếm có xưa nay. Thậm chí đến ngày hôm qua, hôm kia mà người ta vẫn còn di dời đi. Và cũng có thể nói một cái trận khủng bố vừa rồi ở tại Las Vegas, cái số lượng súng đạn mà bắn xuống thì cũng rất hiếm có. Thì chúng ta thấy được những cái điều đó, và chúng ta thấy được rằng Đức Phật dạy ba cõi không an, tam giới bất an trong Kinh Pháp Hoa nói này. Thì quý vị biết là khi mà bị cái khủng bố vừa rồi đó, xảy ra, thì quý Phật tử biết Pháp Hòa đang giảng ở bên Mỹ, thì tội nghiệp cái ngày Pháp Hòa ra phi trường thì nhiều vị email dặn trước: thầy ơi, thầy ra phi trường thầy cẩn thận nghe. Pháp Hòa như thế mình rất là trân trọng và quý mến cái cảm tình của Phật tử đối với mình, nhưng mà thật sự biết ở đâu mà tránh. Biết chỗ nào tránh. Quý vị biết là nghe kể lại là khi mà một cái buổi trình diễn văn nghệ của ngoài trời của ở bên Las Vegas, 22.000 người tham dự cái buổi nhạc đó, và trong cái tiếng hò hét, trong cái tiếng đàn, tiếng hát, và cộng thêm cái tiếng súng rỉa xuống, người ta cứ tưởng đâu là pháo bông. Rồi khi mà thấy chết người ở dưới này dưới kia, người ta thấy súng nã xuống và chết người, nhưng mà không biết đâu để tránh bị cái người bắn đứng từ ở trên lầu cao tầng thứ 30 mấy bắn xuống, thì họ đâu có biết ở đường đâu mà tránh. Thì bây giờ mình cũng thế thôi. Bây giờ thật sự ra nói Pháp Hòa là đi hầu như là bay gần như là mỗi tuần, như là kỳ này đây là suốt năm tiểu bang, từ bắt đầu từ ngày hôm nay là đi xuyên cho tới cuối tháng mới về lại Canada. Bây giờ cứ vài ba ngày là ở phi trường, vài ba ngày ở một phi trường, thì làm sao mình biết ở đâu mà tránh, phải không? Nhiều khi cuộc đời của mình á, nhiều đừng có nói chi đạn lùm lum mà không biết, ngay cả cái người mà mình thương á, mình muốn tìm một cái người thiết là thương mà cuối cùng gặp một cái người mình hỏi ơi. Rồi cái nhiều khi mình sợ quá cái mình tránh vỏ dưa, cái gặp cái vỏ dừa. Cuộc đời là nhiều khi không nói được. Rồi cộng thêm cái vụ cháy rừng. Thầy cháy rừng thì mấy Phật tử đã hôm qua: thầy ơi, thầy coi chừng nghe, thầy qua bên cái, tại vì sau cái này là pháo bỡ Cali. Thì mấy vị nói: trời ơi, con lo sức khỏe thầy quá, tại thầy bị tim, thầy qua bển mà ngọt cái kiểu đó chắc thầy chết. Pháp Hòa mình nói cuộc đời này phải có cái chuyện gì để chết chứ đâu khi không chết. Không, nhiều khi mình nói người đó khi khổng khi không chết là không có đâu, phải bệnh mới chết. Không, bệnh này cũng bệnh nọ, phải có cái nguyên do nào để chết chứ đâu phải tự nhiên được. Thì nói như vậy để chúng ta ý thức rằng cái điều mà Phật nói là chân lý. Tức là ở ngày xưa đó, có bốn vị ngồi bàn với nhau làm sao để tránh được cái chết. Để có người thì nói tôi sẽ chui xuống mặt đất, có người thì nói tôi sẽ đi lên trên núi, có người thì nói là tôi sẽ ẩn, nhưng mà không ai mà có thể qua được cái đó. Quý vị nghe lại cái bài kinh đó, có cái bài đó Pháp Hòa nói với cái đề tựa là không có thể. Đó là dựa trên một bài kinh, dựa trên một bài kinh Đức Phật dạy, và Pháp Hòa đã đem cái bài kinh đó ra chia sẻ với đại chúng với cái tựa đề là không có thể. Thì quý vị muốn biết cái bài kinh đó nói cái gì, mình có thể YouTube mình tìm cái bài không có thể. Thế đại chúng, là ở trong tất cả chúng ta, dù là người tu không tu, dù là người đời người đạo nói chung, ai cũng mong một điều thôi, là làm sao mình sống được những ngày bình an hạnh phúc. Thậm chí mình nói tôi không có cần phải giàu sang, đủ ăn là được. Tôi không cần phải danh vọng địa vị, miễn tôi hạnh phúc là được. Tôi không cần phải chồng đẹp vợ đẹp, miễn hạnh phúc là được.
tôi không cần con tôi phải là cái người giỏi nhưng mà ngoan hiền là được. Nói chung thì cuộc sống của mình khi mình quán chiếu, nhưng mà bên thầm bên trong đó, mình cũng nói một câu nếu hơn cũng tốt. À, không, nhưng mà khi mà cái chuyện nó đến với mình đó, thì mình mới nói, mình bắt đầu là mình mới an ủi, thôi tôi miệng miễn sao trung bình là được. Nhưng mà thật sự trong cái chiều sâu đó, chúng ta vẫn muốn cái gì hơn là tốt. Ví dụ con mình hơn người mình cũng vui, vợ mình đẹp hơn người ta mình cũng thích, chồng mình đẹp hơn người ta, giỏi hơn người ta mình cũng thích. Nhưng mà khi đụng chuyện rồi, khi hữu sự nó đến, cái chuyện bất trắc nó đến, thì mình lại bắt đầu mình ước là bình thường là được rồi. Thì thôi bây giờ mình không nói cái chuyện cao, mình chỉ mong làm sao ai cũng muốn được có cái sự bình an, có cái sự yên tĩnh, có sự, một là sống phải vui vẻ. Quý vị kiểm lại coi, trong cuộc sống của mình nếu mà nói cho đúng, mặt lành lặn đủ ấm là được, ăn biết ngon đủ no là được, nhà không cần sang, đủ để ở che mưa che nắng, đó là cái mức mà ai cũng mong mỏi hết, ai cũng mong mỏi hết. Nhưng mà cái điều mà chúng ta mong mỏi không phải chúng ta cầu nguyện van xin. Có điều đó Pháp Hòa có nói trong một bài kinh nữa. Đức Phật nói cái bài kinh đó là gì? Không phải cầu mà được, mà chúng ta phải làm cái gì để cho cái điều ước nguyện của chúng ta nó thành hiện thực. Thì hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng, chúng ta cùng học một bài kinh, mà bài kinh này không phải do Phật nói, mà một người đệ tử của Phật nói. Đó là Ngài A Nan Đà. Quý vị có biết A Nan Đà không? Bình thường gọi tắt là A Nan, nhưng mà đúng cái tên của Ngài á, chúng ta phải đọc là A Nan Đà. Và Ngài là anh em chú bác với Phật, tức là Ngài A Nan là con nhà chú, Đức Phật là con của người anh, cho nên Đức Phật là anh em chú bác với Ngài A Nan. Và Ngài A Nan sanh sau Đức Phật 35 năm, tức là cái ngày mà Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì ngày đó là ngày A Nan hạ sinh ở tại hoàng cung. Và khi mà Ngài A Nan lớn lên thì Đức Phật cũng đã lớn tuổi. Và khi mà Đức Phật ở cái tuổi 50 mấy rồi đó, thì trước đó là Đức Phật có hai người thị giả thân cận lo lắng cho Phật, đó là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên sau này các chùa Nam Tông đó, khi mà người ta thờ Phật ở giữa, thì người ta thường thờ hai vị tôn giả hai bên, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà các chùa Bắc Tông đó, chùa Bắc Tông tức là các chùa theo Nhật Bổn, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc rồi đó, thì các chùa thờ hai vị hầu Đức Phật thì là Ngài A Nan và Ngài Ca Diếp, chứ không phải là Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Nhưng mà hai cái người mà thân cận mà lo cho Đức Phật từ thuở đầu, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Vì hai ngài là hai người bạn thân với nhau. Và khi mà Ngài A Nan được đi tu á, thì lúc đó Đức Phật lớn tuổi rồi, hơn 50 tuổi rồi, thì Phật rất cần một người bên cạnh Ngài để chăm sóc cho Ngài. Vấn đề ăn uống ngủ nghỉ cũng như là điều họp các cái buổi Phật tử tới thăm Ngài. Thì Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất cũng lớn tuổi rồi, mà cũng là bậc đại huynh, tức là sư anh lớn ở trong chúng, không thể nào làm cái việc đó được nữa. Thì lúc đó đại chúng họp lại và xin tuyển người. Thì lúc đó nhìn tới nhìn lui thì chỉ thấy có Ngài A Nan là đủ năng lực nhất. Vì sao? Thứ nhất là Ngài A Nan trẻ khỏe, thứ hai là Ngài A Nan có cái thân tình với Đức Phật. Mà ở trong đó có một cái điểm đặc biệt về Ngài A Nan là Ngài A Nan rất là thông minh. Ngài A Nan thông minh lắm, những gì mà ai nói hay là Phật nói Ngài nhớ hết. Ví dụ như mình bây giờ iPhone tới xin Ngài làm cái gì phải có cuốn sổ để ghi, rồi thậm chí phải ghi tên, ghi số phone. Mà đối với Ngài A Nan là khỏi, chỉ cần phone lên nói dạ lát 2 giờ con xin gặp Phật, hỏi chú tên gì, nói dạ con tên đó, số phone đó là Ngài nhớ. Rồi ngày mai ngày mốt ai gọi Ngài nhớ hết.
Cho nên những rồi khi mà Đức Phật tiếp xúc với Phật tử, Phật nói cái gì, Phật giáo hóa người ta cái gì, Ngài đang nhớ hết. Cho nên mà cái nhớ của Ngài là không có lệch. Ngài không có thể nói là con nhớ hình như, không có hình như. Ngài không, khi mà Ngài lặp lại Ngài nó không có hình như, Ngài nhớ rất rõ. Vì vậy mà người ta mới xưng tán Ngài A Nan, Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm. Tức là giáo lý lời dạy của Phật sâu rộng như biển cả đều lưu vào, giữ vào trong tâm của Ngài A Nan hết. Ngài thông minh đến những vậy, mà đặc biệt nữa là rất đẹp trai. Đẹp trai đến mức độ là tất cả các thầy ai cũng phải mặc y theo truyền thống là hở cánh tay ra, trần cánh tay chứ không có mặc áo. Nhưng mà đến khi mà Ngài A Nan vô trong chùa mà tu rồi, Đức Phật không cho Ngài A Nan hở cánh tay. Quấn y là lúc nào cũng phải hở cánh tay, là vẫn giữ cái truyền thống đó. Nhưng mà Phật phải làm, phải đặc biệt chế một cái tấm vải phủ trên vai cho Ngài A Nan tròn. Cho nên từ đó trong số lượng y của các thầy có một cái y, cái y đó gọi là phú kim y. Phú là che, kim là vai. Cái y đó gọi là y che vai, để dành cho các thầy nào mà đẹp quá, có cái làn da đẹp mà nếu mà hở cái làn da đó ra là người ta ngồi tụng kinh thiền không nổi. Cho nên vì Ngài A Nan mà các thầy mới có thêm một cái y phụ để mà che vai, gọi là phú kiên y, y che vai. Đó thì Ngài A Nan thông minh như vậy, nhưng mà Ngài tu không có chứng. Ai cũng chứng quả mà riêng có Ngài A Nan là không có chứng quả. Đến khi Phật mất đi rồi mà Ngài A Nan vẫn chưa chứng quả, vẫn còn là một thanh văn tỳ kheo chứ chưa phải là A-la-hán. Trong khi đó các vị khác đều là những bậc A-la-hán hết. Tại sao Ngài có một cái tánh là ỷ y? Hình như mình con cháu Ngài. Cái y của mình là gì? Thí dụ thôi thầy sát bên thì bữa nào tôi gặp cũng được. Chùa gần bên này, bữa nào tôi tới cũng được. Tôi còn khỏe mà tu chi sớm. Đó, tức là mình có cái tánh ý y. Và chính cái ý y đó cho nên mình phải trì trệ rất là nhiều. Ví dụ như mình biết cái tật mình chậm, cái tật của mình là chậm. Từ ở chánh điện mà đi vô đây á, cái chân mình là yếu, đi mất cũng phải 15 phút. Thì thôi người ta lo đi đi. Không, ngồi trong phòng đi chỉ sớm, vô nó lạnh. Rồi cái lát cuối cùng mình đi trễ. Đi phi trường cũng vậy. Nhiều khi nhà sát bên đâu có lo, giờ này đâu có kẹt xe. Nhưng mà cuộc đời làm sao nói trước được. Bữa đó xe thì đúng lệ là không kẹt, nhưng mà hôm đó có một cái trận đụng xe ở ngoài đó trì trệ. Cho nên rồi cuộc đời của mình đó, cái gì mình cũng yên y thì không nên. Phải có cái chuẩn bị trước. Thì Ngài A Nan á, Ngài có một cái tính là ỷ y. Mình nhớ dai, học rộng, biết nhiều, thậm chí là đệ tử thân cận với Phật. Cho nên rồi Ngài cũng không có quan tâm tới sự tu học nhiều. Cuối cùng đến khi Đức Phật mất đi rồi, Phật niết bàn rồi mà Ngài A Nan vẫn còn ở một chỗ đó, chưa trở thành những bậc tăng mà gọi là thánh tăng. Nhưng mà ở nơi Ngài cũng có, mặc dù Ngài chưa phải là A-la-hán tăng, A-la-hán, nhưng mà Ngài cũng là một bậc tu hành. Cho nên Ngài cũng có được cái chiều sâu của Ngài, Ngài cũng có được cái tu tập của Ngài. Và đây là cái lời dạy của Ngài cho một cái bộ tộc mà khi Ngài đến đó Ngài giáo hóa. Ngày xưa là các thầy chia nhau, mỗi thầy là chia nhau đi đến cái chùa của quý sư cô để mà hướng dẫn quý sư cô tu tập mỗi tháng, mỗi nửa tháng một lần. Đến cái ngày tụng giới đó là các sư cô phải qua bên chùa, bên quý thầy, xin chư tăng cử một vị đến để mà giáo giới chúng con. Thì chư tăng họp vào tháng này ai đi thì cử cái vị đó đi.
mà đặc biệt mà đến lúc nào mà ngài A Nan mà có mặt là lúc nào cũng đông. Vì ngoài cái sự nghe thầy A Nan giảng còn muốn được nhìn cái sắc tướng của ngài A Nan. Và ngài A Nan ngài cũng khoái đẹp nữa. Cho nên khi mà ngài đi tu, Đức Phật hỏi ngài là vì sao thầy phát tâm đi tu, thì thầy nói dạ tại con thấy tướng Như Lai đẹp. Thấy tướng Như Lai đẹp. Cho nên là Phật mới nói đó, đừng có lấy cái hình sắc mà cầu tôi, tại vì cái gì có sắc có tướng đều là tạm bợ. Mà quý vị biết là cái nhân ngài đi tu là vì thích cái đẹp, cho nên là cuối cùng cái đẹp nó cũng hại ngài. Là ngài bị cái nạn của cái cô gái Ma Lan già đó, mà muốn chiếm hữu ngài cũng vì cái đó. Cho nên thường thường khi mà giảng kinh Lăng Nghiêm mà đến cái đoạn đó thì các vị thường hay nói, hãy cái nhân mình tu khởi từ đâu thì thế nào làm quần rồi gặp cũng gặp cái đó, bị gì mình khởi tâm về đó, khởi tâm về đó. Thì bài kinh này á đơn giản lắm. Thì ngài đang ở một cái thị trấn tên là Sapunga, và ở đó có một cái bộ tộc Koliya, và rất nhiều người đến thăm ngài. Và khi đó thì ngài mới nói với họ rằng á, có bốn cái pháp mà chỉ cần chúng ta bốn pháp nữa là bốn pháp chuyên cần. Chuyên cần là gì? Tức là mình siêng năng. Thưa đại chúng, là trong cuộc đời này không có cái gì chúng ta làm, dù là đời hay đạo, bất cứ việc gì chúng ta làm mà không siêng năng thì không thể làm được. Có vào ví dụ như là có nhiều vị ăn bánh canh, nhưng mà thay vì đi ra chợ mua bánh canh ăn là chuyện thường rồi, thích tự mình nhồi bột rồi ngồi đó sắc từng sợi ra nấu tô bánh canh này, thì quý vị thấy là cái đó là một hình thức siêng đó. Là tại vì nghĩa là mua ăn là chuyện bình thường, mà ngồi chịu khó nhồi bột rồi chúng ta làm một tô bánh canh. Hay là một cái người học sinh muốn giỏi thì người học sinh đó phải thường xuyên đọc sách, nghiên cứu thì người học sinh đó mới giỏi được. Cho nên không người nào mà giỏi mà do tự nhiên mà thiếu cái sự chuyên cần. Cho nên ở đây ngài đang nhắc có bốn cái chuyên cần mà chúng ta cần phải siêng năng. Chữ cần là cần mẫn, chuyên tâm vào cái đó và cần mẫn siêng năng về cái đó. Người ta hay ví dụ cái sự chuyên cần tinh tấn nó cũng giống như mình lấy hai miếng gỗ và cà để mà lấy lửa, tại vì trong lửa, trong gỗ nó có lửa. Nhưng mà nếu hai miếng gỗ nó cà với nhau mà một cách liên tục không dừng một giây nào thì lửa nó mới phát. Ví dụ như mình chà một hồi mà mỏi tay quá gần 5 phút thì là mất thời giờ cà lửa, tại vì không bao giờ nó tiếp nối, nhưng là lửa nó không phát được. Và ngài ở trong đó ngài mới nhấn mạnh rằng á, sống hiểu biết, sống hiểu được yên tĩnh trong sạch, vượt thoát sầu. Ai cũng mong nè, yên tĩnh nè, không buồn nè, ai cũng mong cái đó. Làm sao cho tâm hồn mình yên tĩnh, làm cho mình sống mà không sầu khổ đau thương, ai cũng mong cái đó hết. Thậm chí một đứa con nít, mặc dù nó chưa biết nói gì, nhưng mình đạt nó, mình la nó vẫn cảm nhận cái đó là giận, tức. Nó cũng cảm nhận dù nó không nói được, nhưng mình la nó có phân biệt được cái tiếng này tiếng la, và đây là sự thương yêu. Và con nít mà hãy mình chăm sóc nó, mình chiều chuộng nó, mình thương yêu, nó vẫn cảm nhận là nó được thương, cho nên nó nhõng nhẽo. Đó, dù là một đứa con nít, sự nhận thức nó chưa nhiều, nhưng ở trong chiều sâu của nó vẫn thủy, nó thủy chung vẫn là một con người, và nó cảm nhận được tình yêu thương hay là sự lao động. Một con vật mình nuôi, mình trừng trộ nó, mình hét hò nó, mình đánh đập nó vẫn cảm nhận được, nó gặp mình nó sợ. Nhưng mà nếu một con chó, con mèo mình nuôi nó, mình thương nó, mình ấp ủ nó, mình vuốt ve nó hiểu được mình thương nó, cho nên mỗi lần nó gặp mình là nó quẩy đuôi, nó mừng, nó gặp mình là nó vui vẻ, mình đi vắng là nó sầu. Thú vật cũng thế,
con người cũng thế, ai cũng cảm nhận được và ai cũng rất là sợ đau khổ. Mình đến một con chó nó đau, nó biết chạy. Vì sao nó chạy? Vì nó biết đau. Nó biết đau, nó sợ. Mà thậm chí mình cầm, mình rượt nó, nó vẫn biết là mình đang rượt, mình giết nó chạy. Quý vị thấy con nai, con thỏ đó, mình lấy nã, mình bắn nó, mình bắn con thỏ, nó biết là mình muốn hại nó cũng coi chứ nó chạy à. Cho nên loài nào người ta cũng sợ khổ đau, không phải chỉ riêng loài người. Cho nên đó, Ngài dạy một cái chuyên cần đơn giản thôi. Đó là gì? Đó là chuyên cần giới hạn hành vi. Ai cũng muốn hạnh phúc, an lạc, ai cũng sợ khổ đau, khốn đốn. Đó là những cái điều mà chúng ta sợ. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, ở đây Ngài dùng cái từ hay là giới hạn hành vi. Tại sao chúng ta không nói cái chữ là chấm dứt, mà tại sao lại dùng cái chữ là giới hạn? Bởi vì còn sống là còn hành động, còn sống là còn hành động, mà còn hành động thì không thể chấm dứt hành động. Ở đây chúng ta chỉ có điều là chánh niệm về hành vi, giới hạn hành vi, để chúng ta giảm thiểu đi cái mức làm khổ đau cho người và làm khổ đau cho mình. Chứ làm sao mà chúng ta không làm? Cuộc sống mà nếu mà người nào mà không làm thì chúng ta gọi là gì? Cũng làm mà làm biếng. Cái người đó cũng làm mà chúng ta gọi là làm biếng. Ý chúng ta nói là người đó không làm gì hết, và người đó chỉ làm một việc thôi, đó là biếng nha. Cho nên vẫn phải làm, phải không? Làm biếng. Chứ sao không làm được? Cái người đó ngủ suốt ngày cũng làm gì? Nghĩa là hành động của họ là gì? Nằm. Còn hành động của chúng ta là đứng, đi, ngồi. Có nhiều người không nằm, ngủ nhưng mà ngồi chỗ à, ngồi chỗ coi tivi suốt ngày, ngồi một chỗ chơi game suốt ngày à, ngồi một chỗ làm việc đó suốt ngày theo cái thú vui của họ. Thì tiếng Việt Nam chúng ta nói cái anh không có làm gì hết á, làm biếng. Có làm đó, nhưng mà chúng ta định nghĩa những người làm mà làm không, những cái việc làm đó không ích lợi cho ai hết, thì cái việc làm đó vẫn là làm, nhưng mà làm biếng. Và người Việt còn hay ví dụ cái người mà làm biếng như vậy, nó là một loại nhớt. Cho nên chúng ta kêu là làm biếng nhớt thay. Tại vì sao? Vì người đó không bao giờ cầm tới người đó là nó tuột. Ví dụ như đấy, con rửa chén giùm má con, má để nó đi lát con rửa. Đó là má muốn xách con dậy để con đi rửa chén, nhưng mà cầm lên cái nó tuột xuống, cầm lên tuột xuống. Người đó ngồi dậy rồi, chuẩn bị đi làm việc gì rồi, sao người nó giả dữ, nó buồn ngủ quá nằm xuống, cho nên nhớt thay. Làm miếng nhớt thay. Quý vị nghe từ đó. Và thậm chí người nào mà làm miếng quá, mà nói là sao nữa, để tôi đem cái dao vô tôi cạo nhớt cho nó. Đó là một cái người mà trong cuộc sống ấy, không người nào mà thành tựu được việc gì mà không nhờ qua sự chuyên cần làm việc. Và ở đây Ngài dùng cái từ hay là giới hạn, chứ Ngài không bảo là chấm dứt. Làm sao cuộc sống con người mà chấm dứt? Ví dụ ha, tôi vào ví dụ như thế này. Một cái người đó, họ hiền lắm, mình cứ hang hiếp họ. Cái thì cái người khác, khách quan đứng ở ngoài thấy, thì người đó lên tiếng: nè, cái gì cũng có giới hạn nghe. Ăn hiếp người ta vừa thôi, đừng có thấy người ta hiền lắm tới. Cái người kia, cái hành động của họ là ăn hiếp. Nhưng mà nếu mà họ đi quá cái phạm vi giới hạn mà họ ăn hiếp đó, thì nó sẽ thấy đi đến một cái việc gì? Cái việc gọi là lùa một cái người tới một cái chân tường, thì người ta sẽ cắn lại mình, người ta sẽ quật lại mình. Hay là mình ăn hiếp người ta quá chừng, người ta chịu không nổi, cuối cùng người ta buông bỏ mình, người ta rời khỏi mình.
Cho nên vợ chồng cũng vậy. Thí dụ như người vợ đó hiền lành, lo lắng cho mình, và mình thấy đừng có thừa thắng xông lên đoạn hiếp quá, cái cuối cùng người vợ nó chịu không nổi nữa, thì người vợ đó phải kiếm cách tẩu. Tại vì trong 36 kế tẩu vi thượng sách, trong 36 kế kế chạy là hay nhất. Thế là hướng lại một người chồng, người chồng đó thương mình, chăm sóc mình, rồi mình cứ lấn lướt người chồng đó cũng không được. Hay là trong chị em cũng vậy. Nói chung là trong cuộc sống ai cũng sẽ có những cái hành động gì đó của mình đối với người khác. Nhưng khi mà mình thấy người đó im lặng để mình làm thì tự mình cũng phải biết cái giới hạn của mình. Hay là Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa đến đây, thầy trụ trì mời đến như là một người đến đây để chia sẻ Phật Pháp, hướng dẫn tu học. Nhưng mà trong đạo á, trong đạo á, tuổi đời Pháp Hòa vẫn lớn hơn thầy, tuổi đạo Pháp Hòa cũng hơn thầy, cho nên thầy thương, thầy gọi là sư huynh. Và trong cái tình thân thầy thường gọi Pháp Hòa bằng sư huynh. Nhưng mà Pháp Hòa đến đây, xin thưa đại chúng, mặc dù Pháp Hòa là một người khách đặc biệt của tuần này, tuổi đời lớn hơn, tuổi đạo lớn hơn, việc gì thầy cũng đưa Pháp Hòa đấy. Nhưng mà tự Pháp Hòa phải biết giới hạn của mình không? Nếu Pháp Hòa không biết giới hạn của mình thì mình tự mình sao? Tự mình làm cho mình bị người ta coi mình là không biết chuyện. Cho nên mình đến đâu mình là khách, mặc dù mình muốn cái gì người ta cũng chiều mình. Nhưng nếu mà mình là một người khách mà người khách không giới hạn thì sẽ bị người ta nói người khách này quá gì, quá lố, quá đáng, phải không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có quyền có một cái hành động gì đó của mình, nhưng mà chúng ta phải biết được cái giới hạn của mình như thế nào để chúng ta không làm, tự làm cho mình bị người khác soi mói, bị người khác nói, hay là bị người khác coi thường. Mới đầu ta trọng, nhưng mà tự mình không biết giới hạn của mình thì bắt đầu ta khinh. Thưa đại chúng, cuộc đời là khinh là coi nhẹ, trọng nghĩa là nặng. Thí dụ ta nói cái anh nó sanh anh khinh người, tại vì khinh người nghĩa là gì? Nghĩa là anh coi nhẹ người khác. Cho nên trong cái giới Bồ Tát á, nó có cái giới gọi là giới khinh, 6 giới trọng, 28 giới khinh. Thì cái chữ giới, chữ khinh trong cái giới, trong cái nghĩa đó là gì? Nghĩa là nhẹ. Và vì sao chúng ta nhẹ? Vì chúng ta sơ ý. Cho nên cái giới khinh đó thỉnh thoảng được dịch là 28 giới thất ý, hay là sơ ý. Tôi sơ ý quá, tôi quên, tôi mới gặp người này, mà sao mới gặp cái tôi nhờ quá trời quá đó. Rồi ta làm như ta nói là bụng, trời ơi chị này làm như tôi quen chị 10 đời vậy đó. Gặp cái gì vô giả nhờ tôi kìa. Thậm chí tôi có quen biết thân thiết gì đâu mà nhờ mà không đưa tiền. Nhờ đi chợ mà không đưa tiền. Không có ví dụ vậy. Cho nên á, đọc trong kinh rồi quý vị mới thấy là Phật hay các bậc tôn giả đặc biệt, các ngài có những cái lời giáo huấn mà từ ngữ các dùng, các ngài dùng nó chuẩn mực. Thí dụ như là trong cuộc sống của chúng ta không thể nào nói là cấm nói. Nói là một phần của cuộc sống, mà không nói thì nó dồn, nó ứ chết. Nhưng mà ở đây mình nói sao? Hạn chế. Nói cái gì cần nói, nói vừa đủ nghe. Dĩ nhiên nói thì phải có tiếng, nhưng mà cứ làm sao nói không có tiếng. Cho nên cái dùng cái từ là nói vừa đủ nghe, tức là cái âm thanh mình làm sao vừa vặn. Pháp Hòa nói ví dụ chỗ này, thí dụ bây giờ trong hội trường này đang yên tĩnh lắng nghe vậy, tự nhiên có một người nào bước vô đang ào ào ngoài kia, bước vô đây thấy cái khung cảnh này, tự người đó giật họ lại liền, họ nói nhỏ xuống liền, họ xuống tông liền. Vậy thì tự động mình có bản chất giới hạn trong người của chúng ta. Mình lên chánh điện thấy mọi người đang ngồi thiền tụng kinh, tự nhiên giọng mình hạ liền.
hay là mình đang ra oai, tự nhiên gặp thầy trụ trì bước xuống cái hai oai mà nó xìu. Như vậy thì chính chúng ta tự cũng có cái ý thức giới hạn đó. Mình làm gì tự nhiên mình giới hạn không? Ví dụ như giờ mình là hàng đệ tử thì tự nhiên mình cũng hiểu, ồ, mình phải có giới hạn của người đệ tử. Hay là mình làm chủ, mình nghĩ mình làm chủ là mình có quyền mình hét hò người làm, nhưng mà không phải. Mình phải có giới hạn của người chủ thì nó sẽ hay, vì chủ là ở trong tiệm thôi. Nhưng mà hãy mà bước ra ngoài thì chúng ta bình đẳng là bạn bè, là con người. Cho nên mình biết mình làm chủ ở đâu. Mình chỉ làm chủ trong tiệm chứ không phải làm chủ cả trái đất, cả xã hội này. Cho nên đừng quên, làm chủ trong tiệm xong ra chợ cũng tưởng mình làm chủ cái nạt nộ người làm kia. Thì đó, người ta thấy mình không có biết cái chỗ. Ví dụ Pháp Hòa ở bên chùa Pháp Hòa, Pháp Hòa làm chủ trì. Nhưng mà qua tới đây là mình làm gì? Mình làm khách. Chứ đâu phải là trụ trì. Mà nếu trụ trì là trụ cái phòng mà ta cho mình ở. Đó, phải hiểu như vậy. Thì cái giới hạn đó không bị lố. Cho nên cái chữ khinh là gì? Khinh nghĩa là nhẹ. Mà vì sao chúng ta coi nhẹ? Bởi vì chúng ta sơ ý. Và chính chúng ta coi nhẹ cho nên cái chỗ sơ ý này nó dễ sập. Ví dụ như mình nói chuyện với mấy đứa nhỏ, nhiều khi mình cứ trong lòng mình, ôi nó nít mà. Đó, vì chúng ta coi thường nó là con nít cho nên chúng ta sơ ý vô cùng, nói những điều không nên nói trước mặt nó. Nhưng mà thưa đại chúng, nó hiểu không? Nó hiểu. Dù nó không hiểu tiếng Việt nha, nhưng mà mình nói lén nó hiểu hết á. Nó hiểu, nó không hiểu mình đang nói cái gì 100%, nhưng mà nó xác định một điều là mình đang nói xấu nó. Có nhiều người Mỹ họ ngồi trước mặt mình nói tiếng Việt với nhau, mà cái cách mình nói, cái âm ba mình nói, họ biết mình đang nói họ đó. Họ biết mình đang nói họ đó. Cái này họ say qua, họ nói you talk about me. Lúc đó mình hớ. No. Nhưng mà làm sao nô được. Lúc đó họ đã nghe no rồi. Mình nô cho họ biết mình đã, họ đã nghe mình no rồi. Cho nên nghe cái nói, mình có quyền nói hết, nhưng mình phải giới hạn về cái nói, từ âm thanh cho tới ngôn ngữ. Có nhiều khi mình mắng một người nào đó, nhưng mà nếu mình không có giới hạn về cái ngôn từ mình dùng thì tự nhiên người ta thấy mình lỗ. Mới đầu mắng người ta còn nể, vì mình ta biết nó sai. Nhưng mà cái sai này nó không đến nỗi mình phải dùng đến cái từ mà quá nặng như vậy, vân vân. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng rằng nếu như người mà có được cái giới hạn trong hành vi, trong ngôn từ, có phải là tự mình giữ vững một cái vị trí cho mình ở trong lòng người, và mình giảm thiểu tạo tác những cái khổ đau cho mình và cho người. Vì mình, nếu mà mình ý thức được điều đó thì nó đỡ vô cùng. Cho nên Ngài A Nan á, Ngài dùng cái câu là phải chuyên cần giới hạn hành vi. Đây Ngài giải thích, Ngài nói xong Ngài giảng tiếp: này các vị tỳ kheo, là người có thực hiện giới hạn hành vi, sống chế ngự và sự chế ngự của luật giới hạn hành vi, có tác phong đúng đắn ở từng cử chỉ nhỏ, biết phát hiện và biết sợ từng lỗi nhỏ, chấp nhận và học tập các điều luật, thì gọi là có giới hạn hành vi. Ngài giải thích vậy đó. Nếu như mình sống ở đâu, mình có cái luật của đó. Phong và ví dụ như ở cái thành phố West Valley này, hồi đó mình mới mua cái chỗ này là một cái nông trại nuôi gà. Rồi bây giờ mình muốn chuyển đổi làm chùa thì phải xin giấy phép. Và xin giấy phép thì người ta sẽ cho mình thực hiện
được những cái điều gì mà chúng ta đang ở trong cái khả năng của mình. Ví dụ mình không có phải là xin xây chùa, mình xin sửa chùa. Sửa phải chứ không có xây à. Thì họ, cái luật của họ là căn cứ trên những cái building, những cái tòa nhà mà anh có sẵn, chúng tôi yêu cầu một số vấn đề để hợp pháp, để anh có thể giữ cái này, chỉ cần cải đổi nó một chút và có thể sinh hoạt đông người. Như vậy thì ở trong một cái quốc gia xã hội nào chúng ta ở thì chúng ta cũng phải có giới hạn đó. Mà nó ngộ một cái là nếu chúng ta tự biết giới hạn thì chúng ta tự sắp xếp được. Có một ví dụ, nhà của mình chứa được khoảng 50 người khách. Mỗi khi mình tổ chức tiệc đó, là mình sẽ hiểu được cái chỗ mà mình có thể chứa bao nhiêu, mà chúng ta làm cái danh sách mời khách. Chứ không thể nào cầm cái phone lên mời hết cuốn sổ hơn mà hoàn toàn không biết là mình có thể chứa bao nhiêu. Cuối cùng mình phone cho người ta, mình mời 100 người mà trong khi đó mình chỉ có thể chứa được 50 người. Mình mở cái nhà hàng tự mình biết nhà hàng này có bao nhiêu ghế, phải không? Để mà chúng ta nhận khách. Thậm chí mình tự mình giới hạn cái khả năng của mình để chúng ta đừng có quá đáng về hành vi. Thậm chí nghe nói như thế này, có tác phong đúng đắn ở từng cử chỉ nhỏ. Cái tác phong là gì? Là cái tướng mạo. Có một ví dụ quý vị thấy á, cái ông vua đó, khi mà uống nước, uống rượu, uống trà với lại khách đó, thì bây giờ ổng biết ổng là ông vua rồi, thì ổng phải uống có cái tác phong của ông vua. Là khi ổng đưa cái ly lên là ổng lấy cái tay ổng che lại để ổng uống rượu, chứ hồi đó ổng còn thái tử trẻ trẻ, ổng ưng ưng như vậy. Cái tay là kêu mà ưng ưng, nghe là kêu tu. Nhưng mà khi mà ổng là ông vua rồi thì tự nhiên ổng rồi bệ vệ rồi, cái ổng cầm cái ly lên che miệng lại. Hay là bây giờ ví dụ như mình là một người đời chưa đi tu, mình muốn ăn sao cũng được, uống sao cũng được, ngồi sao cũng được, nhưng mà một khi có cái tướng đầu tròn áo vuông rồi thì phải có cái tác phong của người đầu tròn áo vuông. Không thể nào mà ngồi ăn cơm mà chéo chân lại, xong rồi ăn xong rồi ngã người lắc lư, lắc chân lắc cẳng, nó không phải là cái tác phong của người tu. Cho nên khi mà mình ở trong cái phạm, mình ở một cái địa vị nào thì tự nhiên mình có giới hạn về tác phong. Mình mà quá lố cái tác phong thì ta làm sao? Người ta quánh giá. Chứ không phải đánh giá, người quánh giá. Cho nên mình nó đừng có cho giá mình, cứ để người ta cho giá. Còn cái người mà tự cho khác, người khác cho giá mua không nổi, tại vì anh vô giá. Mà vô giá nhiều khi nó hai nghĩa. Vô giá nghĩa là giờ cái này nó mắc quá chừng quá lắm, mua không nổi và không có giá nào để mà có thể cho giá được. Trường hợp đó gọi là quý vô giá. Có nhiều khi mình không có đáng xem nào chơi, giờ cho xem nào cũng uổng quá, vô giá. Nhưng ở đây giới hạn hành vi là, ở đây chỉ muốn nhắc là trong tất cả chúng ta không người nào sống mà hàng ngày không có hành vi tác phong cử chỉ. Nhưng mà tự chúng ta ý thức chúng ta là ai và chúng ta cần phải giới hạn cái tác phong này để làm giới hành vi này để làm gì, để đừng gây sầu khổ cho mình và cho người, hay là thậm chí mình bị người ta coi thường và không kính trọng bởi vì cái mình đã đi quá cái giới hạn đó. Dù là một ông vua nhưng không có nghĩa là ông vua đó ông muốn nói gì ông nói. Ông muốn nói, ông muốn xử người ta chịu chết dưới cái lệnh của ông, nhưng mà người ta không gọi ông là một minh quân nữa, chừng đó người ta sẽ gọi ông là một khôn quân. Ông vua mà mê muội chứ không phải là sát xuất.
Vì sao? Vì ông đã đi quá cái hành vi, cái giới hạn. Ông là vua, ông có quyền, nhưng mà cái quyền này thiếu thông minh, thiếu sáng suốt thì người ta vẫn phải nghe, nhưng mà cái nghe người ta không phục, và trong lòng người ta chỉ là một cuộc vua. Cho nên đó, trong người chúng ta ai cũng có một cái quyền tối thiểu. Thí dụ nè, mình không là cái gì ở ngoài xã hội hết, nhưng mà về nhà mình vẫn có cái quyền của mẹ đối với con, của cha đối với con, của anh đối với em. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận hành vi này nữa thì chúng ta cũng không có quyền nữa. Thậm chí người ta nghe cái quyền đó, ta phải làm, nhưng mà người ta không có sự kính trọng. Ở đây Ngài dạy tiếp là chúng ta phải biết phát hiện và biết sợ tội lỗi, chấp nhận học tập các điều thì gọi là giới hạn hành vi. Với ước muốn, nếu giới hạn hành vi như vậy chưa đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Giới hạn hành vi như vậy được đầy đủ rồi, tôi sẽ thực hành thông sáng. Thì ước muốn ấy cùng với những sự thôi thúc, nỗ lực, phấn chấn không lùi bước, ghi nhận đầy đủ và tất bật từng tác dụng, là chuyên cần giới hạn hành vi. Sau khi mình làm xong rồi mình quán chiếu lại, ồ tôi làm cái này tốt, tiếp tục làm cho nó sáng hơn nữa để không bị mờ luôn. Nhiều khi một cái hành động nhỏ cũng có thể gây khổ đau cho người. Cho nên đó, thưa đại chúng, ngày xưa sách Nho có câu: hành thiện chi nhân như xung viên chi thảo, bất ký kỳ trưởng nhật hữu sở tăng. Hành ác chi nhân như ma đao chi thập, bất ký kỳ tổn nhật hữu sở khuy. Hành thiện chi nhân tức là người hành thiện, hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo, như cỏ ở trong công viên, không có thấy nó lớn nhưng mà mỗi ngày nó lớn. Có ai thấy ngồi mà thấy cọng cỏ nó lúa lên cho mình thấy không? Không. Vậy đó, chừng tuần sau cắt cỏ rồi, tuần sau ra thấy cỏ lên, hai tuần sau mà không cắt là cỏ cao, tháng mà không thấy là lên tới đầu gối, rõ ràng không? Như vậy thì người làm thiện cũng vậy, hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng, không thấy nó lớn nhưng mà nhân hữu sở tăng, mỗi ngày nó tăng cái chiều cao của nó. Nhưng mà ngược lại, người làm ác nè, hành ác chi nhân như ba đao chi thập, cái người mà làm ác như là mài dao trên một cái phiến đá, bất kiến kỳ tổn, không thấy cái phiến đá nó hao mòn gì hết, nhưng mà nhân hữu sở khuy, mỗi ngày nó sao mòn. Quý vị thấy cục đá mài dao không? Phải không? Mình mài dao, mình tưởng là dao bén, nhưng mà khi mà cái dao nó bén á, mà chúng ta mài hết cái dao này tới cái dao khác, một ngày nọ cái phiến đá mà mài dao nó cũng sẽ mòn. Cái người làm ác cũng thế, người làm ác cũng như là mài dao trên đá, không thấy đá nó mòn, nhưng mà thật sự mỗi ngày nó mòn. Mình mòn cái gì? Mòn cái phước, một câu nói, một hành động. Không, mà ví dụ như này, mình nói chuyện mà gây người ta đau khổ, mà chỉ cần người lần khác gặp người khác, người ta nhắc tên mình thôi, ôi trời, đừng có nhắc tới cái ông đó, cái bà đó, nói chuyện nghe thấy ghét. Một người thấy ghét rồi thì bắt đầu cái chuyện này nó truyền bá, mà nó khổ một cái, mình nói chuyện thấy ghét, người ta ghét có một lần, bữa đó mình nói có một lần nè, mà người ta ghét mình một tháng, một năm và cả đời, thậm chí hãy mỗi lần mà nhắc có tên mình á, thôi đừng nhắc tới cái ông cái bà đó, nói chuyện thấy ghét, mà mình nói có một lần một mà nó ghét mình cho tới bây giờ luôn. Khổ không?
Cho nên đó, ai cũng có thể nói, ai cũng có hành động. Ở vô trong mình ngồi máy bay á, thường thường nó có 3 ghế hay là 2 ghế. Nhưng mà nếu cái người mà họ ngồi máy bay mà họ có ý á, thì họ biết là bên cạnh cũng có người, cho nên họ muốn lấn cũng lấn vừa thôi. Trời ơi, có quà nhiều bữa ngồi nép bên vậy nè, tại vì cái người đó họ lấn quá mà mình không có nói gì được hết trơn á. Có quà không thể nào mà khiều họ mà biểu gì hết trơn á. Cuối cùng con quà phải ngồi méo bên về suốt buổi để mà cho họ lấn. Trời, có nhiều người họ lấn, họ mở cái thường thường cái ghế đó, có cái họ lấn cái đó qua, họ ngồi bắt qua cái ghế của mình luôn. Thôi mình cũng chịu. Mà trong cuộc sống đó, quý vị biết là chúng ta không khéo là chúng ta bị rơi vào cái tình trạng là chúng ta đi quá cái giới hạn của mình. Cho nên đó, nhiều khi mình cẩn thận, không khéo mình tạo nghiệp. Trong cái đạo tràng hay là trong bất cứ một cái hội hè gì mà mình có được chút chức đó, chúng ta quên là chúng ta nhận chức, bên cạnh chúng ta phải nhận việc. Mà có nhiều người nhận chức mà không nhận việc, tức là có chức mà không bao giờ làm. Có chức là thí dụ như cái người đó có chức là hội trưởng, nhưng mà không bao giờ có cái tác phong hành vi gì đúng với cái chức hội trưởng đó. Cho nên nhiều khi có chức mà không nhận chức mà không nhận việc. Hoặc là có nhiều người nhận việc nhưng mà nhận quá, làm hội trưởng lấn luôn thư ký, lấn luôn thủ quỹ, để đi quá giới hạn. Cho hồi xưa thầy Pháp Hòa, thầy giao Pháp Hòa việc từ năm Pháp Hòa 17 tuổi, bắt đầu ra làm việc từ năm 17 tuổi. Ai vô hỏi việc đó, thầy nói cái việc này tôi giao cho chú Pháp Hòa rồi, quý vị cần gì gặp chú. Nhưng mà khi Pháp Hòa đi đâu vắng á, thì thầy sẽ thế Pháp Hòa thầy giải quyết việc đó. Nhưng mà khi Pháp Hòa có nhà, không bao giờ thầy giải quyết việc đó. Tại vì mình đã giao ta rồi, mình phải để ta làm. Tại mà mình cho người ta làm, mà nếu ta làm hư làm trật thì mình còn ở đó, mình chỉnh được, mình sửa được và mình uốn nắn được từ từ cho người đó. Cho nên đứa con ở trong nhà đó, cứ cho nó rửa chén, nó rửa không sạch, mình dạy nó rửa sạch. Nó rửa hao nước đỡ hơn sau này mình hao hơi. Mới bây giờ mình hao tiền chút. Hồi đó Pháp Hòa có mấy chú tiểu vô chùa là Pháp Hòa dạy rửa chén, dạy dọn dẹp. Trời, có nhiều chú rửa chén hao nước lắm, mấy bát thì nóng ruột. Thôi thầy kêu mấy chú lên đi để con rửa một hồi hao nước rồi đấy. Bác có nghĩ bác sống hoài bác rửa không? Bác có đua tuổi sống với chú không? Bây giờ mà không dạy không nghĩ, bây giờ kệ đi, hao nước một chút mà đỡ hao hơi. Mà bác sợ hao nước cho mình hao sức của mình này. Mình sợ hao nước mình hao sức, rồi sau này nói hoài hao hơi cho rửa. Cho nên có nhiều khi mình để cho người ta làm mà mình còn đó, thì mình có thể mình uống nắng tỉa ngọt gì được đó. Cũng giống như mình ấy, con vô nấu đi rồi lát bắt nêm, mình chỉ là cái người sao nếm lại thôi. Có thể chút xíu mình chỉ cần thêm tí muối, dặm tí đường là ngon. Nhưng mà cho người đó được kinh nghiệm, biết nấu cái nồi đó bao nhiêu đường, bao nhiêu muối. Mình cứ giấu, mình để đó thì mình cứ lấn cái đó, thì cuối cùng người kia chỉ biết có một việc thôi là bắt cái nồi lên mà không biết để gì trong đó. Quý vị thấy được điểm này. Cho nên lời nói của mình cũng vậy, ai cũng có quyền nói, nhưng mà nói mà không có giới hạn là nguy hiểm. Có một cái ông MC, ông lên giới thiệu thầy giảng sư. Rồi, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta rất hân hạnh đầy đủ phước duyên mời thầy giảng sư tới giảng. Đề tài của thầy giảng hôm nay là vô thường. Và kính thưa quý vị, vô thường là gì? Vô nghĩa là không, thường là không thường còn. Ông giảng hết hồi, ông MC mà ông giới thiệu xong cái hết 45 phút.
cái thầy trụ trì cũng lên tới, thôi thầy giảng cũng lên, cũng nói: dạ kính thưa đại chúng, hôm nay tôi được mời tới đây để chia sẻ với quý vị một đề tài là vô thường. Dạ kính thưa quý vị, vô là gì? Vô là không, thường là thường còn, và tôi không có gì để nói nữa. MC mà không biết được cái giới hạn của mình thì cuối cùng mình lên mình làm MC, nhưng mà lúc đó mình đi quá cái chỗ mình cần nói, cái là nó hết chuyện rồi nè. Cho nên cái giờ mình không điều chỉnh được, giới quá hạn cái giờ. Cho nên thường thường cái người Mỹ họ rất rõ ràng, họ mời mình lên là một cái speaker, họ nói mình có 5 phút, là mình phải làm sao gói ghém cái bài của mình trong vòng 5 phút. Người Mỹ họ rất rõ ràng. Hình như giờ số các chùa cũng bắt chước kiểu Mỹ. Người Mỹ mà họ đám cưới á, họ không phải kiểu của mình mà mời mà không có nói thẳng luôn họ cần gì. Họ nói: vợ chồng tôi đang cần một cái microwave, một cái máy sinh tố gì gì đó, thì ai đi đám cưới có thể tặng được cái gì thì báo cho họ biết. Thì sau khi cái lễ cưới rồi, mình tới mình ăn cưới, nhưng mà người ta cũng happy là mình đến với người ta. Sau cái tiệc cưới, người ta đầy đủ những dụng cụ trong nhà người ta dùng. Còn người Việt mình á, không dám nói đâu, kỳ ngại. Nhưng mà khi đem về bắt đầu chê: trời ơi, đi đám cưới mà tặng cái này, đi cưới tặng kia, rốt cuộc không xài được gì hết. Người Mỹ họ thực tế. Người Mỹ họ thực tế là vợ chồng họ đám cưới và họ list một list là họ đang xây dựng một cái mái gia đình và họ sẽ cần những gì quý vị có thể chọn. Cho nên mình nhận cái thiệp cưới của họ và mình biết luôn cả những cái gì họ cần. Rồi khi mà mình báo cho họ biết là tôi sẽ tới dự tiệc cưới và sẽ tặng anh một cái microwave, họ gặp chéo vô đó: Mr. Baker đã tặng cho tôi cái này, rồi mai mốt Mr. gì đó tặng nó, dạ thank you, món khác đi, tôi có rồi. Và bây giờ chùa cũng làm cái kiểu vậy, nhà chùa đang cần một cái máy giặt, một cái máy sấy, ai thấy phát tâm được gì phát tâm mà không quá dư, mà có đủ xài, mà đúng tâm nguyện anh muốn cúng, anh muốn cúng cái gì mà chùa có thể xài được, đúng không? Chứ anh đâu muốn cúng cái gì mà đem tràn gian ra đó mà không ai xài được. Cho nên thực tế như vậy thì nó mình cúng mà người ta xài được còn hơn là mình đem về mình để quá trời quá đất mà ta không dùng được gì hết. Nếu có những cái chúng ta rõ ràng như vậy thì chúng ta happy lắm, vui vẻ lắm. Mình đi tới đâu mình tự biết mình là ai, để hạn chế ngôn từ, hạn chế hành vi, thì chúng ta không tự làm sầu khổ cho mình, làm phiền lòng người khác. Tôi phiền ghê vậy đó. Quý vị biết không, thí dụ ha, Pháp Hòa tới đây ở với thầy trụ trì đây thăm thầy một tháng, mà tới đây là thầy đi gặp lúc mà thầy đang xây chùa, thì mình tự phải biết anh tới không đúng lúc. Vì vậy anh đừng yêu cầu thầy chở anh đi đâu cả. Rồi trong phòng: trời ơi ông thầy này ngộ ghê nha, mình tới đây mà không dẫn mình đâu chơi hết à. Rồi phiền hà với người khác. Mà khổ nổi, theo luật mình đến đâu ở 3 ngày đầu là khách, đến ngày thứ 4 mình là người ở đó chứ không phải là khách. Phải xách chổi đi quét nhà, phải đi rửa chén, phải làm việc 3 ngày đầu là khách thôi. Đó là luật của nhà Phật. Một ông thầy tới chùa ai 3 ngày đầu là khách, bởi em không dám đi tới ngày thứ 4. Em nói chơi nha, đừng tưởng thiệt, mai bút đút vé có 3 ngày cổ em. 3 ngày đầu mình là khách, ngày thứ 4 mình là người đó. Thì tự mình phải biết giới hạn. Enjoy 3 ngày, qua ngày thứ 4 lăn xả làm việc. Nếu mà mình cứ không làm việc, người ta gọi mình ra làm người ta ngại, mà mình ở trong đó tới giờ ăn người ta mời ra người ta không vui, tự trong bụng người ta nói: ông này không biết chuyện gì hết, không biết có thấy mà ta làm quá trời mà không ra phụ. Thấy không? Tại vì mình sống mà mình không có biết được cái hành vi của mình, cái ở nơi chốn mình tới. Rồi nếu mình ra mình làm quá trời, trời ơi tôi tới đây tôi làm khách chứ tôi đâu phải tới làm công nhân.
tôi làm ô sin, thành thử ra rồi mình khó chịu cho mình, tự mình chuốc cái khó chịu. Mình đến chỗ người ta đang xây chùa, tự mình phải hiểu điều đó. Mình đến gặp lúc người ta đang làm việc thì đừng có yêu cầu người ta phải chở mình đi đâu cả. Ví dụ Pháp Hòa chỉ có ở đây ngày thứ bảy, chủ nhật là hôm nay và ngày mai, sáng sớm thứ hai là bay rồi. Mà hai ngày chương trình đầy nhóc vậy đó. Mà lại hỏi thầy trụ trì, thầy nghe nói ở đây có cái shop lick. Có gì? Hồ muối. Hồ muối đẹp lắm, tôi muốn đi coi được không? Trời ơi, ổng gãi đầu. Ổng khổ thân, chương trình dày mà hỏi đi đâu. Rồi ổng phải sắp xếp này kia. Tự mình không hiểu, mình chỉ nếu anh muốn đi chơi, anh sau hai ngày làm việc anh ở lại thêm ngày, maybe thầy chở anh đi. Còn anh ở có hai ngày mà chương trình đã đầy hết mà anh hỏi đi đâu. Hợp đồng ký lúc đầu chỉ có tới chiều 5 giờ ngày chủ nhật, đêm hôm thầy vô thầy ò nghỉ thêm tới tối chủ nhật. Thầy Pháp Hòa biết cái chiêu này. Tại vì nếu mà hợp đồng dài quá đâu được, phải không? Hợp đồng thôi là tới rồi. Sư huynh, hồi mình chết với chữ sư huynh. Rồi thì bây giờ quý vị thấy ngài đang hướng dẫn cho mình chưa? Mà điều này rất đúng, phải không? Trong đó là một nhiều phần trong cuộc sống của chúng ta không thể thiếu. Phải có giới hạn hành vi, ngôn từ, tác phong của mình để chúng ta hành xử và sống vui vẻ. Không làm tự mình mất đi cái điểm, và đồng thời mình cũng không bị người khác, người ta quánh giá mình. Ở đây á, lái xe bất cứ chỗ nào nó cũng có limit hết. Trường học là phải 30 cây số giờ, ở chỗ đó chỉ được 20 cây số giờ. Mình tự biết mình lố là nó sẽ, cảnh sát sẽ hú còi gọi mình lại. Và cái câu đầu tiên họ hỏi mình là: anh có biết anh chạy nhiêu không? Mình nói đâu có nhiêu, có 50 à. Dạ anh có biết ở đây limit nhiêu không? Ông Hòa có, ông Hòa Thượng vui lắm. Ông lái xe mà chỗ đó người ta cho có 70, ông lái 140. Cái tới hồi mà ông bị cảnh sát kêu là nói, thầy Hòa Thượng mới giải thích: oh I'm sorry, tôi thấy hai cái bảng bên này 70, bên này 70, tôi tưởng anh cho lái 140. Trời ơi, ông cảnh sát ông cười quá trời, ông nói you fine. Người ta cho 70 mà ta để gì để rác trên đường, phải không? Mà ngài rất là thông minh, khi mà bị cảnh sát gọi là ngài cười, ngài I'm sorry, tôi làm toán cộng. Tôi cộng bên này 70, bên này 70, tôi lấy đúng mà, có 140. Rồi bây giờ ngài mới nói đến cái chuyện thứ hai. Hết giờ chưa? Hồi nãy ngài dạy chúng ta là giới hạn về hành vi rồi. Bây giờ cái thứ hai ngài dạy là giới, thứ xin lỗi, cái thứ hai ngài dạy là chuyên cần yên tĩnh ổn định. Ngài giải thích: này tỳ kheo, rời khỏi ham muốn, rời khỏi các tác dụng xấu độc, thể nghiệm và giữ yên ở mức yên tĩnh ổn định thứ nhất, có tìm kiếm, có quan sát với một trạng thái phấn chấn khác thường phát sinh do rời khỏi ham muốn, rồi làm định chỉ tìm kiếm và quan sát, thể nghiệm và giữ yên ở mức yên tĩnh ổn định thứ hai. Ngày dạy đến mức độ là yên tĩnh thứ tư, thứ năm vậy đó. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa đọc một đoạn chút để lại nghe cái ngôn từ của nó, giờ Pháp Hòa giải thích thôi. Thế nào gọi là chuyên cần yên tĩnh ổn định? Ngài mới nói rằng á, là rời khỏi sự ham muốn. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Trong lòng mình nghĩ á, hồi lúc sanh con ra, mình nghĩ rằng mai mốt mình sẽ nuôi con mình cho nó thành bác sĩ. Đến năm nó học xong trung học rồi, nó không vô đại học,
nó không làm bác sĩ, nhưng mà nó làm mà nó học để nó ra được cái bằng bình thường. Thậm chí bây giờ nó nghỉ học, tới lớp 12 nó nghỉ học, nó đi làm cu li, nó xong buồn lắm. Bao nhiêu ước mộng của mình không thành. Nhưng bây giờ ngài dạy chúng ta quán sát ở từng mực thứ nhất. Ồ thôi, mặc dù con tôi nó không là bác sĩ như tôi muốn, nó làm cu li cực nhọc, nhưng tôi cũng an ủi là nó tự kiếm tiền nó sống, còn hơn là nó đi lường gạt cướp bóc. Mình phải tìm một cách quán sát tối thiểu nào đó để mà an tịnh cho tâm hồn mình. Tối qua có một Phật tử tới thăm, nói trời ơi con buồn quá, người này người kia, con cái trong gia đình làm con tổn thất tiền bạc, đời con sao vô phước quá. Giải Pháp Hòa mới nói không, phải quán chiếu lại, phải có phước. Sao có phước thầy? Có phước có tiền cho nó phá. Có nhiều khi nó gây nợ là mình, con là nợ rồi, là bản là đương nhiên không thể tránh rồi. Nó phá của, nó gây nợ, mà khổ một cái mình không có tiền để trả. Còn đằng này á, trong hai cái nợ, mình nợ con, nhưng mà bù lại mình có tiền của để giải quyết cái nợ này. Trong cuộc sống của chúng ta đó, cái chuyện tu thiền đó, đừng có nghĩ là ô thiền là phải ngồi trên cái ghế mà nghĩa là bồ đoàn mấy tiếng. Không, hòa chỉ đại chúng tu thiền mà quý vị an lạc từng bậc vậy đó. Trời ơi tôi bệnh quá, tôi khổ quá, sao tôi nghiệp chướng quá. Ai ngủ tiếp ổn định lại liền. Nhưng mà cũng may bệnh ở nước Mỹ, chứ còn bệnh ở nước Mỹ mà Mỹ Tho chắc chết. Này là Mỹ thiệt. Là gì? Chúng ta có bác sĩ, chúng ta có thuốc men, và thậm chí cuối cùng bác sĩ nói cho mình biết mình bệnh đó, mô Phật tôi cũng mừng, ít nhất cũng báo cho tôi biết tôi bệnh gì, biết bệnh gì mới có thuốc chữa. Còn nó khổ cái ở đây là không biết bệnh là không cho thuốc uống. Đừng có cái không phải kiểu Việt Nam bác sĩ tôi mệt quá chích cho tôi mũi B12, B12, B52 cũng không có. Mà cái kiểu Việt Nam mình đó là mệt là không cần biết bệnh gì, cứ ai có thuốc là đưa là uống. Mà nước Mỹ là không có, biết bệnh mới cho thuốc, không biết bệnh không hề cho mình thuốc. Nói giờ cho thuốc gì đại đi, bác sĩ Mỹ không cho. Cho nên là đại chúng là mình bệnh đau khổ cùng cực, nhưng mà khi chúng ta quán chiếu ở từng bậc thứ nhất là ít nhất tôi cũng còn bệnh ở nước Mỹ này, mà tôi đã được bác sĩ phát hiện bệnh và cho thuốc uống. Bệnh mà có thuốc là một hạnh phúc. Có nhiều người bệnh mà không có thuốc. Cho nên không có cái gì nó đến với mình mà chúng ta gọi là vui cả. Tất cả cái gì bất chắc nó đến đều là bản chất của khổ. Nhưng mà mình có thể biến cái bản chất khổ này trở thành ra một cái hạnh phúc để mà dưỡng khổ, để mà an ủi cái khổ. Ví dụ như á, chồng làm mình khổ, nhưng mình nhìn lại, trời ơi mình phải ráng nuôi con, chứ không thể vì cái người đó làm khổ mình rồi mình làm khổ hết thiên hạ, mình kết liễu cuộc đời, hay mình làm cho cuộc đời mình chìm xuống, mình quên hết tất cả những người xung quanh. Một người làm mình khổ mà người khác thương mình, mà mình lại không quan tâm tới 10 người thương, chỉ vì một người làm mình khổ mà mình thật sự đắm chìm khổ. Chứ ở đây ngày mai là chuyên cần yên tĩnh ổn định. Cái chỗ chuyên cần là cái chỗ chúng ta chịu khó, chúng ta tìm cái manh mối của nó. Ví dụ như mình ở trong một cái ngôi nhà thật là chật, một cái buổi giảng ở một cái chùa nhỏ xíu chật cứng,
Nhưng mà cái mục đích của mình là kệ có chỗ ngồi nghe được buổi nói chuyện là được rồi. Cũng giống như ngay đây, thật sự nếu mà bây giờ cái số lượng 200 người này mà đem vô chánh điện thì sao nói. Cái chánh điện này là giỏi lắm là 50. Rồi bây giờ 150 người đó phải ngồi ngoài sân là lạnh vô cùng. Ngồi đây cũng lạnh phải không? Nhưng mà so ra cái lạnh trong căn liều này và cái lạnh ở ngoài trời thì cái lạnh nào hơn? Ngồi đây hơn. Đấy, đây là chuyên cần ổn định, không có nhúc nhích, không có ổn định lại liền, ổn định lại liền và yên tĩnh lại liền, chứ không có khó khăn gì cả. Cho nên trong cuộc sống của mình đó, chúng ta nếu chúng ta chịu khó, cái chữ chuyên cần là sở dĩ chúng ta được như vậy là chúng ta chịu khó chứ không có gì. Mà thưa đại chúng, hồi mình mới qua nước Mỹ này, một tiếng cũng không biết mà. Một tiếng Mỹ cũng không biết mà. Nếu biết đi nữa mất quá là gì? Hello, hi. Chứ còn thậm chí đi chợ mà thấy để chữ dog food còn tưởng thịt chó. Mua về nhậu mà. Tới hồi phát hiện ra là không phải. Nghĩa là mình biết trình độ tiếng Anh mình nó cỡ nào đó. Để là smoke free, nghĩa là chỗ này hút thuốc tự do. Hút thuốc tự do cho nên hút thuốc ta. Anh nói anh có thấy bản không? Smoke free là không được hút thuốc. Mình tưởng chữ free là tự do. Có nhiều khi á, mình đi thị trường máy bay nó delay, mình bực bội, mình la hét cái hãng này, mình nói cái hãng bay gì mình làm ăn kỳ cục gì. Nhưng mà sao mình không nghĩ, trời đất ơi, nó phát hiện ra chiếc máy bay hư, nó bị mình ngồi đây sửa, hạnh phúc còn hơn lên tới sửa trời không nó báo hư. Lúc đó cái nào khổ hơn? Ngồi dưới này khổ hay muốn lên trên chỉnh khổ? Thiền quán có mặt ngay với mình liền đó, quán lại liền. Trời ơi may quá, mình trước khi nó thăng phải không, mà nó biết chuyện gì, đợi nó thăng xong nó biết đường giác. Thăng là bay lên và giác là xuống phải không, mà nhiều khi nó thăng được mà nó giác không được. Lúc đó mình nói Bồ Tát Quan Âm ơi, Bồ Tát mà ơn kéo máy bay xuống giùm con. Ở khi mà nó trong cuộc sống của mình phải tập quán như vậy để mình tìm cái mức định yên tĩnh lại cho mình ngay trong giây phút. Mình có thai, người ta báo cho mình biết là cái thai này á, đứa nhỏ này nó sinh ra nó sẽ dị tật. Nhưng mà mình đau khổ lắm, mình buồn lắm, nhưng mà quán chiếu lại là trời đất ơi, có những quốc gia người ta không hề biết cái chuyện này, cứ để như vậy cho tới ngày sanh thôi. Có nhiều khi sanh xong rồi mẹ con cùng về chính xuống. Cho nên trong cái nghi thức cúng cô hồn á, thỉnh 12 loại cô hồn thì có một loại cô hồn là mẹ con cùng chết vì lúc sanh sản. Cho nên cái đó gọi là sản nạn thai nhi, tức là mẹ, cái nạn của mẹ con, của một cái sự sinh nở, sinh ra là mẹ con cũng chết. Còn bây giờ trong cái xuôi mà mình biết được con, nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng quán chiếu lại mình rất may mắn. Khoa học tối tân, máy móc tốt, y học tốt đã tìm ra được con mình nó bị cái gì và sẽ chữa như thế nào, và thậm chí mình phải chuẩn bị tinh thần đón một đứa con tàn tật này. Để làm gì? Để mình không bị quá đau khổ khi sinh ra, rồi mình chưa có chuẩn bị tinh thần, một cái sốc này nó còn nặng hơn nữa. Đây là điều rất thực tế, chứ không có cần nói đạo, nói tu gì cả. Và không phải người đạo Phật mới quán những cái này, mà tất cả chúng ta trong cuộc sống này chúng ta phải quán vô cùng. Đấy. Bây giờ quý vị thấy là kinh tế khó khăn, nhưng mình nhìn lại, mình không làm ăn như ngày trước, nhưng mà ít ra có đồng vô đồng ra, đủ sống đủ xài được rồi. Đấy, nghe mới nói nè, này tỳ kheo, rời khỏi ham muốn, rời khỏi các tác dụng xấu độc,
Cuộc sống thì ai cũng ham muốn, không có người nào mà không ham và không muốn. Nhưng mà nếu chúng ta biết sống phân nửa của nó thôi, thay vì chữ vừa ham mà vừa muốn, bây giờ chúng ta giảm ham chỉ còn muốn. Muốn cái gì? Ví dụ như đây, muốn ăn, đói bụng quá tôi muốn ăn, đầy mì gói nha, dạ được rồi, có chả lụa không? Chả lụa đó là ham đó. Muốn ăn là có ăn, mà hãy đòi thêm chả lụa là khổ. Cho nên gần đây Pháp Hòa đùa với các em nhỏ, mà trong cái đùa Pháp Hòa là một phần Pháp Hòa muốn nói đó. Thầy bây giờ đang tập, con người sống bây giờ người ta sống bằng hai chữ, xưa nay người ta thường sống bằng hai chữ đòi hỏi. Vừa đòi mà vừa hỏi nữa. Thôi bây giờ thầy bỏ chữ đòi, ai hỏi thầy yes. Mình đòi là mình khổ. Nhưng mà mình nói tôi không còn muốn. Không, nói vậy không đúng. Mình còn trong đời mà sao không muốn. Còn muốn đẹp nha, còn muốn ăn ngon, còn muốn ngủ. Tức là chúng ta còn muốn là những cái căn bản nè. Muốn ngủ nè, không ngủ chết. Muốn ăn nè, không ăn chết. Muốn uống nè, khát nước chết. Thậm chí uống xong rồi muốn đi giải quyết, phải đi chứ, đến chết. Nó khổ nỗi đói, nhịn đói cũng chết, mà nhịn cái kia cũng chết, nhịn cái nào cũng chết. Cho nên cần phải có muốn. Vì bản chất con người là muốn. Nhưng mà cái tu của chúng ta đây là chúng ta hãy chuyên cần định tĩnh, hạn chế cái muốn. Thầy ơi, con muốn tu dữ lắm, nhưng mà con muốn ở trong một cái nhà, một cái chùa mà thật là kín, thật là ổn định kia. Thì thầy trụ trì nói I'm sorry. Dạ 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 được, nhưng mà Phật tử phải chờ 5-7 năm nữa thầy cất chánh điện rồi lúc đó. Giờ anh tới đây rồi, đây chùa khai tường vậy thôi, anh muốn hơn được. Thầy chấp nhận vô đây ngồi về là hạnh phúc, mà không chấp nhận thì khổ. Ví dụ mình ở cái xứ lạnh này nè, tháng 10, tháng 11 là bắt đầu lạnh rồi. Tháng 11 là bắt đầu lạnh rồi. Trời ơi, giờ này Cali á, người ta còn đi bộ, người ta có hồng giòn, người ta ăn sao xứ này không có gì chứ. Ê, anh muốn không đúng chỗ à. À, anh có biết ở đây là ở đâu không? Dạ, Utah. À, Utah thì không phải là Cali. Rồi cái tháng 12 cái ra nói, trời ơi, sao xứ gì kỳ vậy, tự nhiên giờ này có tuyết hả? Không phải. Mình ở quốc độ nào thì mình phải hiểu được mình đang ở quốc độ đó, thì nó sẽ hạn chế khổ đau. Không có phải là không khổ đâu, nhưng mà nhờ có quán cho nên cái khổ này nó không cùng cực cái khổ, mà nó hạn chế, nó ở trong cái phạm vi nào. Cho nên mình phải chuyên cần cái đó. Ngài mới dạy đó, cái lời văn mình nghe hơi khó hiểu, nhưng mà Pháp Hòa giải thích vậy thôi. Tức là chúng ta có thể quán chiếu từ thần. Trời ơi, bụng quá, ê có tô mì gói, nhưng mà sao ăn mì gói ngán quá không có rau. Ờ thôi mà cũng được, có miếng chanh miếng ớt cũng đủ ngon. Quán vậy đó. Đi đường xa quá, một cái đoạn đường không có tiệm ăn, mà trong xe còn được bịch chips, ăn đỡ bịch chips uống nước lạnh. Ở trong cuộc sống của mình có nhiều khi đi chùa quên mang áo tràng, xong rồi chị ơi chị có áo tràng không cho tôi mượn. À, chị kia chỉ vô trong cái tủ của chùa, chị lấy ra cái áo tràng mà public gọi là bá da và bá mùi và bá tánh. Trời ơi, mà cái áo tràng vô ở trên này thầy tụng nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Dạ con cũng đang có hương đây. Mà hương từ cái áo tràng của ai? Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa lần hồi nhỏ đi chùa, nghèo đến mức là không có cái áo tràng để mặc. Cái bữa đó đi vô chùa thì tới giờ đi tụng kinh, thì sư cô mới chạy đi vô trong cái hốc, cái thùng, cái tủ gì của chùa mấy đời,
mấy chú tiểu giờ mặt không vừa nó mất vô đó, lột ra được cái áo Nhật Bình. Cái áo Nhật Bình là cái áo dày đúng ngay giữa này. Cầm cái áo lên hai lớp mà quý vị thấy mặt nhau hết trơn là quý vị biết nó mỏng cỡ nào. Mà nó thâm kim hết mấy cái cổ vậy đó. Bởi Việt Nam là mồ hôi đó, thâm kim hết, mà mỏng dánh. Trời ơi, mà đưa cái áo mặc mừng lắm mà quý vị biết không, có ngoài mặc cái áo đó vô á, chiều dài thì tới đầu gối. Còn cái tay áo mặc vô là nó hụt nguyên một khúc dưới, nó chỉ lên tới đây thôi nè. Giống như mặc cái áo bà ba mà nó lừng lửng vậy nè. Mà nó thâm kim hết trơn. Vậy đó mà Pháp Hòa hạnh phúc với chiếc áo đó vô cùng. 2-3 năm trời ở chùa mặc cái có áo đó thôi, hạnh phúc vô cùng là gì? Không có cái áo thứ hai để so sánh. Còn mình bây giờ sở dĩ cái khổ lụy là vì chúng ta có những cái thứ hai, thứ ba, thứ tư mà so sánh đó. Thử bây giờ chúng ta có một thôi thì chúng ta so cái gì? Cho nên cái anh chàng mà anh theo tán tỉnh mình đó, thấy không? Anh nói rằng em xin em đứng một mình cũng xin, mà mình nghe mình ủng ảnh mình ấy, mình không biết anh đang nói gì đâu. Vì anh đâu còn ai nữa để so. Có mình anh khen em đó. Em xin em đứng một mình cũng xin. Và mình cũng chết ngắt về cái câu đó. Tại mình tưởng mình xin thiệt. Chứ hồi nhỏ là chỉ một cái áo tràng. Khi đi xuất gia rồi, ở bên Canada, đi xuất gia rồi, ngày xuất gia không có được một cái nón len để đội. Bác Phật tử đó đi vô cái tiệm bán đồ cũ second hand đó, mua cho Pháp Hòa một cái nón cũ giá 1 đồng. Suốt 3 năm trời đi học lớp 10, 11, 12 chỉ có một cái nón duy nhất. Cuối tuần á thì giặt bằng tay, phơi lên để cho kịp thứ hai đi học lại. Có một bữa nọ quên giặt cái nón hơi hôi, bỏ vô máy giặt xong rồi bỏ vô máy sấy, nóng quá cầm cái nón lên nó nhão nhẹt xuống, nó rủ lên xuống vậy nè. Mà bây giờ tới giờ đi học rồi chùm cái nón lên, nó cứ méo tới méo lui, nó rủ tới rủ lui. Quý vị biết Pháp Hòa làm sao? Lấy kim chỉ bẻ cái nón lên rồi sâu vô rồi rút đội cho vừa, chỉ nó chạy tùm lum nó méo xẹo vậy mà vẫn đội đi học. Tại vì lúc đó chưa biết đẹp, chưa biết mắc cỡ, có cái nón đội đầu đi học là được rồi. Đi học đâu có ai lo cho thức ăn, ở trong chùa không có ai lo cho thức ăn cả, sáng tự động bới cơm đi học. Có bữa chỉ có cơm dưa cải chan nước tương, món đó là ăn quanh năm á. Còn lâu lâu hạnh phúc là cuối tuần được khúc chả lụa đi học. Mà cái thời đó thức ăn còn mắc lắm, tại vì chưa có được 80 là thức ăn chưa có phong phú. Phật tử cuối tuần đem cây chả lụa lên là chỉ để dành cho thầy trụ trì thôi. Trời ơi, mình hầu thầy, mình cắt mà mình tụng kinh, mình nói thầy đừng ăn. Mà nếu mà thầy dọn cơm mà thầy không ăn thì mình sẽ được ăn. Mà đứng đó mà thấy thầy gấp miếng thứ nhất, miếng thứ gì là mình đầu rồi. Có nhiều khi Pháp Hòa mới nói, hồi nhỏ đó, quý bác, quý cô, quý chú sẽ cảm nhận cái điều này. Hồi mình nhỏ mình thèm đủ thứ đó. Bây giờ mình lớn á, nghĩa là dư nhưng mà mình ăn không được nữa, vì sức khỏe mình không cho phép mình ăn những món đó. Ví dụ hồi nhỏ mình thèm ngọt, bây giờ đồ ngọt muốn ăn nhiêu cũng có mà không dám ăn, thấy mà không dám ăn, khổ không? À, và nữa là bây giờ á, ở cái tuổi của mình ở mức độ nào có ăn là cứ ăn hạnh phúc. Tại vì mình phải biết rằng có những ngày sau này mình sẽ không còn được ăn nữa. Cho nên cái chuyện khen chê giảm đi, và chúng ta ở cái tình mực là tận hưởng những gì chúng ta đang có. Cho nên cái chỗ khổ là cái chuyện đương nhiên, là vì chúng ta không chấp nhận được nó, chỉ là khổ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không thấu đáo được nó thì bắt đầu thêm chữ cực nữa, gọi là cực khổ. Cực khổ nghĩa là gì? Là cái khổ cùng cực. Cái khổ cùng cực là khi chúng ta không chấp nhận được nó.
Nhưng mà ngược lại cái khổ cùng cực thì nó cũng có cái, ngược lại cái chuyện cực khổ thì nó có cái gì? Cực lạc. Cực lạc là gì? Niềm vui cực kỳ tối thượng gọi là cực lạc. Mình chưa được cực lạc, mình cũng không phải cực khổ, mình chỉ ở cái chỗ khổ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhận được mức đó, cái khổ nó bình nhẹ. Còn nếu mà chúng ta không nhận được nó thì chúng ta tự động thêm chữ cực khổ vô đó. Trời ơi, ví dụ nè, cái chùa Khải Tường này về đây làm khổ quá, lúc đó ai cũng phải là đóng khiên đủ thứ, nhưng mà làm vui lắm, tại vì mình phát tâm phát nguyện và làm chứ không có ai gắn ép gì mình cả, cho nên không thể xài chữ cực khổ. Khổ thôi. Thậm chí giờ mình nói lúc đó cực khổ lắm, nói để mà hiểu vậy thôi, chứ thật sự vui vẻ hạnh phúc thì không có, hoàn toàn không có cực. Hoặc là nói cách khác, cực thôi, cực là làm nhiều lắm nhưng mà không có khổ. Cho nên Ngài ở đây dạy chúng ta cái mức độ thứ hai của vấn đề quán chiếu, là chúng ta phải quán chiếu rằng chúng ta phải rời khỏi cái đó, đưa mình lên một cái tầng bậc khác để tìm cái an lạc cho mình. Tôi ở xứ lạnh nhưng mà tôi còn hạnh phúc là tôi có giày bước mang, có đủ vớ ấm mang, có đủ nón mặc. Quý vị biết, quý vị đi qua những cái vùng lạnh như ở bên Trung Quốc, Tây Tạng, có những cái vùng núi rất là lạnh, mà lên trên đó rồi mình mới thấy người dân họ nghèo, họ không có gì để che thân, tối ngủ nó không có tới cái cửa nữa đó, họ có một cái tấm dáng họ dựng trước cửa này, họ ở trong hang không à, tối ngủ dựng cái miếng dáng lên trước, họ có một cái áo thôi, làm đủ việc hết. Thậm chí chồng đi bán về lột cái áo đó ra đưa cho vợ, ông ở nhà vì có cái áo mà hai người phải xé. Cho nên chiều nay mình sẽ nói tiếp những cái quán khác. Giờ ở đây bây giờ Ngài đang dạy mình 2-4 điểm mà mình nói 2 điểm từ sáng giờ. Hạn chế hành vi, chuyên cần yên tĩnh ổn định. Chỉ cần mình yên tĩnh, chỉ cần mình ổn định lại cái sự việc mình đang có thôi là tâm mình đã yên liền, ổn định lại. Ví dụ như bây giờ trong cái hội trường này ồn quá mọi người, thì có một vị nói dạ xin quý vị ổn định lại chỗ ngồi, mặc dù nơi này rất là chật nhưng mà quý vị chỉ cần ổn định thôi. Ổn tức là yên ổn trở lại thì mọi sự nó sẽ lắng. Cho nên cuộc sống của chúng ta lao xao, nhưng mà chúng ta cần sự ổn định. Chúng ta chỉ cần biết ổn định, ví dụ như nhà mình bây giờ nó rối ren lắm, mình đừng có làm cho nó rối ren thêm, chỉ cần một người trong đó tỉnh thôi, ổn định là hết. Cho nên có một người đệ tử tới nói với người thầy, dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, tâm con bị động. Người thầy nói vậy con đừng động tâm. Cho nên cảnh bên ngoài nó có thể lao xao, nhưng chỉ cần chúng ta định lại một chút thì cảnh ngoài nó không đủ nó lôi. Làm sao mình control được cảnh bên ngoài? Cái mình chỉ có thể control là gì? Bên trong của mình thôi. Thôi chiều nay mình sẽ nói tiếp. Giờ chúng ta hồi hướng buổi pháp thoại đầu của ngày hôm nay trong pháp tuần này. Chúng sanh vô biên thể